Xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Một lần nữa thì tôi cảm ơn Chúa, bởi vì năm ngoái thì tôi đứng ở trong nhà của Chúa cũng ở tại nơi đây để gửi cho quý vị một sứ điệp về di sản của người cha. Và tối hôm qua khi tôi chia sẻ lại bài giảng đó với những cái ý Chúa dạy dỗ thêm thì khích lệ cho một Hội Thánh ở Việt Nam rất là nhiều, đó là Hội Thánh Gia Đình, Trung Tâm Gia Đình DC, và nhận được những sự phản hồi khích lệ từ phía anh em của chúng ta. À, tiếp tục trong cái sứ điệp năm nay tôi gửi đến cho quý vị, đó là sứ điệp qua cái đề tài đó là tình Chúa, tình cha. Tại sao tôi bắt đầu cái chữ tình Chúa và tình cha ở đây, ở trong cái sứ điệp về ngày lễ Father's Day rất đặc biệt này? Bởi vì thưa quý vị, chúng ta có biết rằng ở trong cái mối quan hệ gia đình, cha và mẹ đó là hình ảnh của Đức Chúa Trời trong một gia đình không? Đặc biệt lắm. Có một mục sư tâm tình với tôi, nói mục sư Đông có thấy điều đó không? Và tôi ngẫm nghĩ tôi thấy rất đúng. Bởi vì khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta thì Ngài tạo dựng nên cho chúng ta giống như hình ảnh của Ngài. Cho nên ở trong gia đình không có đâu xa, chúng ta nhìn vào người cha, người mẹ, chúng ta sẽ thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong gia đình của mình. Và tôi đang có ngụ ý nói là những người cha, người mẹ là những người làm đúng theo luật pháp, theo lời của Đức Chúa Trời thì lại càng tuyệt vời. Nhưng mà bản chất tự nhiên mà Đức Chúa Trời dựng nên người cha và người mẹ, chúng ta thử nhìn xem cái hình ảnh mà nãy tôi giới thiệu quý vị. Ở đây là một anh hùng. Người cha luôn luôn là một anh hùng ở trong mắt của con gái mình, trong con cái của mình, phải không ạ? Quý vị có những kỷ niệm với cha của mình không? Có nhiều lắm phải không? Tôi cũng vậy. Nếu mà kể thì không kể hết được những cái kỷ niệm đẹp đó. Rồi còn người mẹ thì sao? Hôm nay không phải là cái ngày đặc biệt cho người mẹ, ngày dành cho người cha, nhưng mà tôi cũng nói luôn. Người mẹ dịu dàng, người mẹ nhẹ nhàng. Trong cái cách dạy dỗ của mẹ luôn là nhẹ nhàng, phải không ạ? Đôi khi người mẹ đóng vai ác một chút thì, nhưng mà thường thường thì người mẹ cũng dịu dàng. Đôi khi người cha đóng vai ác một chút, nhưng mà lúc nào người cha cũng là người anh hùng. Tôi dùng cái chữ ác ở đây theo cái cách nhân gian. Xin đừng nghe cái câu chuyện này của tôi nói là thấy tôi vui, là nói tôi nói tùm lum. Nhưng tôi đang dùng cái cách của người đời để nói về cái bản tính của Đức Chúa Trời trong gia đình của chúng ta. Qua người cha, chúng ta thấy một sự bảo vệ, một cái sự gìn giữ. Đối với chúng ta, đặc biệt là những con gái trong gia đình đó, những đứa con gái đó, thì nó nhìn về cha của nó như là những anh hùng. Yeah, có những cái hình thiệt là dễ thương về người cha chơi với con của mình, bảo vệ con cái của mình. Nhưng mà nói về sự dạy dỗ, làm gương mẫu, sự dịu dàng, thì chúng ta cũng ảnh hưởng từ người mẹ nữa. Nhưng mà hôm nay chúng ta nói về tình cảm của người cha, và qua người cha chúng ta sẽ thấy được bản tính của Đức Chúa Trời yêu nhân loại chúng ta như thế nào. Và chính chúng ta cũng sẽ học được từ nơi bản tính của Đức Chúa Trời để chúng ta trở nên những người cha tốt hơn, phải không ạ? Cảm ơn Chúa. Tôi có một kỷ niệm đối với ba của tôi. Hiện nay thì ông đang sống ở quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Tôi rất là ao ước là ba tôi qua đây sinh sống với chúng tôi, nhưng mà ông nói rằng ông không thể bỏ quê hương được. Ông yêu quê hương và ông ở lại quê hương. Tôi cũng biết lý do ngoài hơn những cái điều việc đó, nhưng mà tôi có cái tình cảm với cha của tôi. Tôi nhớ những năm trưa hè, ông chở tôi đi trên chiếc xe cuộn. Quý vị còn nhớ chiếc xe đạp mà xe cuộn không? Cái gì chứ đẹp lắm. Những cái hình ảnh đó tôi không bao giờ tôi quên. Và ông chở tôi đi nhiều năm như vậy, lúc tôi mười tuổi, lúc đó chưa được đi xe đạp. Thì ông chở tôi trên chiếc xe cuộn và đằng sau đèo cái đàn accordion. Tôi đèo cái đàn accordion mà hôm bữa, dạ, quý vị đi ra cắm trại quý vị thấy. Đó là do cái di sản mà cha tôi truyền lại cho tôi, và tôi tập luyện, tôi luyện vô trường học. Ông gửi tôi vào trường học, tôi thi đậu vào quốc gia âm nhạc, tôi học 9 năm ròng ở trong đó. Và ông là người dìu dắt tôi, ông chở tôi đi học nhiều năm như vậy. Những buổi trưa hè thì ở kênh đường Cách Mạng Tháng 8 thì nó có cái công viên, cái phía bên hông công viên nó có một cái tiệm kem nhỏ nhỏ. Và tôi đi nóng nực mà ngồi xe cuộn thì đi ngang lúc nào đi rồi mà cái đầu vẫn còn ngoáy lại cái tiệm kem. Tôi thèm kem, tôi thích ăn kem, con nít nào cũng thích ăn kem. Tôi kể là cái kỷ niệm đó. Thành ra không biết ông đọc được cái ý nghĩ đó, mình không nói ra. Một ngày kia thì ông dừng lại ngay cái quán kem, mua cho tôi một chiếc kem. Tôi ăn thấy nó ngon lành mà giữa trưa hè nóng nực. Và cứ mỗi lần đi ngang tôi nhìn, quay lại nhìn
thì ông lại dừng xe, không có nói gì hết, mua cho tôi một webcam. À, những cái hình ảnh nho nhỏ đó để làm cho mình nhớ lại cái tình cảm của người cha, quý vị. Và nó sẽ đưa chúng ta vào cái câu chuyện buổi sáng hôm nay, cũng với tình cảm của một người cha dành cho đứa con của mình. Tạm quên cái câu chuyện về quyền năng của Chúa ở trong câu chuyện này. Dĩ nhiên chúng ta cũng biết rằng quyền năng của Chúa đã đuổi quỷ ra khỏi một đứa nhỏ như thế nào. Nhưng điều gì đã làm cho đứa nhỏ được chữa lành? Nếu như mà người cha không cưu mang nó, đem nó đến với Chúa Giê-xu, đem cho nó đi nhiều ông thầy bác sĩ, nhiều những cái thầy lang nữa, thầy lang bông đủ thứ hết, nhưng mà nó không được chữa lành. Rồi một ngày kia ông nghe nói Chúa Giê-xu đến thành phố của mình và đem đứa con của mình đến gặp Chúa Giê-xu, và tại đó nó được chữa lành. Và trong câu chuyện này chúng ta đọc á, tôi nói trước để quý vị đọc, quý vị cho thấy mình có ở trong câu chuyện này nữa. Vì khi Chúa hỏi đứa này nó bị cái gì, ông kể vanh vách, không ai có thể kể được cái bệnh tình của đứa nhỏ bằng cha mẹ của nó. Tình cảm của người cha đó phản ảnh được cái tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Nhiều khi đứa nhỏ nói, cha ơi con mệt quá, bị ma quỷ nó vật vờ, con mệt quá, cha đưa con đến gặp Giê-xu ngay đi cha, gặp ông thầy thuốc nào đi cha. Nó không có mở miệng nó nói, nhưng mà người cha thuộc cái câu chuyện của nó và ông đưa nó đến với Chúa Giê-xu để nó được chữa lành. Cho thấy cái tâm tình của Đức Chúa Trời, cái bổn tính của Đức Chúa Trời là khi chúng ta chưa nói ra đó, Ngài biết chúng ta. Ở trong Thi Thiên 139, 136, từ khi chúng ta đi đằng đâu, đằng xa đó, chúng ta chưa có ngồi xuống, miệng chúng ta chưa mở ra để cầu nguyện, thì từ đằng xa Chúa đã biết chúng ta cầu nguyện cái gì rồi. Đó là tâm tình của một Đức Chúa Trời. Để không mất thời gian nhiều hơn trong cái phần mở đầu này, tôi xin quý vị cùng hướng về lời của Chúa ở trong sách Phúc Âm Mát đoạn 9, hơi dài một chút nhưng mà chịu khó đọc, từ câu 14 cho đến câu 27. Xin quý vị cùng hướng lên màn hình ở phía bên tay phải tôi, đó là tiếng Anh, cho những anh chị em có thể đọc từ tiếng Anh và đọc tiếng Anh quen, và bên tay trái là tiếng Việt. Xin quý vị cùng đọc với nhau qua phân đoạn Kinh Thánh này. Xin chúng ta bắt đầu. Người bị quỷ ám. Đức Chúa Giê-xu với ba người đến cùng các môn đồ khác thì thấy đoàn dân rất đông vây chung quanh và mấy thầy thông giáo đương cãi lẽ với các môn đồ ấy. Cả đoàn dân này vừa thấy Ngài liền lấy làm lạ, thảy đều chạy đến chào Ngài. Ngài bèn hỏi rằng, các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì? Một người trong đám đông thưa rằng, lại thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy, nó bị quỷ cầm ám. Không cứ chỗ nào quỷ cầm ám thì làm cho nó nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mò mỏi đi. Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỷ ấy, xong đuổi không được. Đức Chúa Giê-xu bèn đáp rằng, ở dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào, ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào, hãy đem con đến cho ta. Chúng bèn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ bèn thấy Đức Chúa Giê-xu, tức thì quyến quỷ vật mạnh nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra. Đức Chúa Giê-xu hỏi cha nó rằng, điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng, từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, sao ngươi nói, nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng, tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Khi Đức Chúa Giê-xu thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng, hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. Quỷ bèn la lớn tiếng lên, và đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi, đứa trẻ trở nên nhiều chết vậy. Nên nổi nhiều người nói rằng, nó chết rồi, nhưng Đức Chúa Giê-xu nắm tay nó, nâng lên thì nó đứng dậy. Quý vị, chúng ta có cảm động về câu chuyện này không? Cảm động về tình của người cha dành cho đứa con trai nhỏ của mình. Và cũng cảm động được rằng đâu đó trong người cha có bản tính của Đức Chúa Trời đó, quý vị. Bản tính đó là gì? Ba điều chúng ta học. Tình cha, hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nói về tình yêu của cha thì đâu đó là cái tình yêu của Đức Chúa Trời đang ở trong nhân loại chúng ta. Cho dù người đó không tin Chúa hay tin Chúa thì cũng phản ảnh được tình yêu của Đức Chúa Trời đó, thưa Hội Thánh. Và điều thứ hai, nó nói về lòng cha, bản tính của Đức Chúa Trời, tấm lòng của cha, bản tính của Ngài. Trong cái tấm lòng bày tỏ ra là thế nào, chúng ta cũng sẽ được bàn đến.
Rồi chúng ta học vấn đề thứ ba, đó là yêu thương và giải cứu. Nói về quyền năng của Đức Chúa Trời, tình cha. Chúng ta thấy cái hình ảnh hồi nãy đó, cái hình ảnh hồi nãy giới thiệu đó, đó là một người dũng sĩ, một hero, phải không ạ? Tình cha với yêu thương và bảo vệ chúng ta, Ngài có quyền năng để giải cứu chúng ta. Quý vị tưởng tượng chúng ta là cha của đứa con gái mình, khi mà nghe đứa con gái hay đứa con trai mình bị ăn hiếp ở trong trường đó, thì chúng ta thế nào? Đâu để vậy đó mà. Đi vào trong trường gặp giáo viên, đó ông thầy Tịnh, gặp hiệu trưởng, làm việc với hiệu trưởng, đàng hoàng phải không ạ? Tôi nhớ tôi có kỷ niệm với bà của tôi khi tôi mới vừa mới lớn tuổi lớn, khoảng mười mấy tuổi thì cũng thăng lắm. Rồi thì có nói qua nói lại, nhưng mà tôi bị một cái người bạn trẻ họ lấn lướt và họ làm cho tôi rất là buồn và tôi muốn không có đi nhà thờ nữa. Thì cha của tôi mới nói không được. Dù ông là về nhà giáo nhưng mà ông nói cái chuyện này không được, ông dẫn tôi vào trong cái cộng đồng đó. Và ông nói chuyện với cái người lãnh đạo ở đó, nó không được. Cái chuyện này xảy ra cho con trai của tôi. Và nó dường như nó bị khủng hoảng và nó không có muốn tiếp tục đi tham gia nữa. Thì cái công việc đó được giải quyết liền. Và trong mắt tôi thì người cha của tôi là một hero, là một anh hùng bảo vệ mình. Khi thấy con của mình, dĩ nhiên là ba bậc cha bảo vệ cái hướng đúng đắn, chứ không phải là nó sai là bảo vệ nó, là bệnh vực nó nha quý vị. Tôi không có ý nói điều này, nhưng mà là một người bảo vệ công lý, bảo vệ con cái của mình, thì đó là cũng là bản tính của Đức Chúa Trời. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, thưa Hội Thánh. Phần thứ nhất nói về tình cha, hình ảnh của Đức Chúa Trời là một người cha làm muốn làm điều tốt cho con. Giăng công 17, một người trong đám đông thưa rằng: Lạy thầy, tôi đã đem con trai tôi cho thầy, nó bị quỷ cầm ám. Ở đây chúng ta thấy hình ảnh của người cha khi mà đứa con mình bị quỷ cầm ám. Ông sống với nó, mỗi lần mà chúng ta nghe ông diễn tả lại, mỗi lần mà nó lên cơn đó thì bị quăng vào trong nước, nó tự nhảy vào trong nước. Nếu mà nhà ông mà có chim chả giò thì chắc là ông cũng không có để cho nó đến gần cái chỗ mà chim cá, chim chả giò, bởi vì nó cũng sẽ trở thành cái chả giò luôn quý vị. Cho nên ông phải canh chừng nó. Lòng của ông nói rằng phải chữa cho thằng này, phải chữa cho đứa con của mình, không thể sống được như vậy. Ông đã tìm tất cả các thầy thuốc để mà chữa cho nó, dùng kinh thánh không có nói cái chỗ này, nhưng mà đứa con này đã được cái tình yêu của người cha. Mà cái câu gốc hồi nãy chúng ta nói đó, nếu mà người cha của chúng ta đó bình thường á, mà muốn xin điều tốt cho con mình, cái chữ tốt ở đây đó, cha nào cũng muốn điều tốt cho con mình. Và đây là cái hình ảnh của Đức Chúa Trời, cái tâm lòng, cái tình cha là cái tình tốt cho con của mình. Thưa Hội Thánh, nếu có ai trong chúng ta nghi ngờ về bản tính tốt lành của Đức Chúa Trời, chú quên tôi rồi, tôi cảm thấy tôi bị bất công, cầu nguyện nhiều lắm mà chú không trả lời tôi, có thật là như vậy không? Với tình yêu của Đức Chúa Trời, Ngài luôn muốn điều tốt cho chúng ta, nhưng mà phải đúng thời điểm của Đức Chúa Trời, chứ không phải xin cái được liền, phải không ạ? Cho nên tới cái giai đoạn này thì người cha mới nói rằng phải đi tìm một người thầy thuốc giỏi nhất trong các thầy thuốc. Và ông đã nghe được cái tin tốt lành ở trong cái thành của mình, là có một Giê-xu người Nazareth sẽ đi vào trong thành phố của mình. Và ông nói, ông để cho con của mình cứ vậy sao? Không, ông đem tới cho cái đoàn truyền giáo Giê-xu liền, quý vị. Cho nên quý vị, trong bản tính tốt đẹp mà Chúa dựng nên, cha nào thì cũng phải thương yêu con của mình, cha nào cũng yêu thương con, đó là bản tính của Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta không thương con mình á, thì hãy coi lại có vấn đề, phải không ạ? Trong sâu thẳm của một người cha lúc nào cũng thương con mình hết. Và đó là bản tính của Đức Chúa Trời, tấm lòng của Đức Chúa Trời. Câu gốc chúng ta hồi nãy là Matthew đọc 7 câu 11, bây giờ chúng ta cầu đọc lớn lên nha. Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Ở trong những người mẹ ở đây, và trong những người cha, những người phụ huynh ở đây đó, chúng ta đang mang cái tấm lòng, cái tình cảm của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Chúc mừng quý vị. Đúng không ạ? Một cái người tử tội, tử tù, một cái người mà xấu nhất ở trong tù á, mà họ còn nhớ nhung con cái của họ, phải không ạ?
đó là cái bản tính của Đức Chúa Trời ở trong họ, còn ở một cái chút nào đó trong họ. Đó là bản tính của Đức Chúa Trời. Tình cha ở trong một người là bình thường. Qua người cha chúng ta thấy được tình cha, cha thiên thượng. Khi con đau đớn, lòng cha như lửa đốt. Câu 18 quý vị, không cứ chỗ nào quỷ ám thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi. Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỷ ấy, xong đuổi không được. Nè, ở đây thì khỏi cần nói rồi, phải không ạ? Khỏi cần nói rồi, chúng ta sẽ thấy ông người cha này nóng lòng cỡ nào. Mà ông nghĩ rằng ông đem đến thì được lành liền, nhưng mà chẳng may, chẳng hay thì gặp được các môn đồ của Chúa. Và các môn đồ của Chúa đã đuổi được không? Không đuổi được. Ông lòng của ông đã nóng ha, không biết là nước sôi bao nhiêu độ, 100 độ C, chắc lòng của ông còn nóng hơn 100 độ C. Ở đây thì bất động, không được. Làm sao ông nóng lòng lắm. Cho nên đó là lý do mà tại sao khi Chúa Giê-xu từ trên núi hóa hình xuống đó, người ta lấy làm lạ. Quý biết tại sao người ta lấy làm lạ không? Bởi vì sau khi Chúa hóa hình, Chúa không có bình thường. Diện mạo Ngài sáng láng và Ngài đi xuống khỏi núi đó thì ông thấy ở một cái Chúa Giê-xu là một cái điều gì đó khác thường, khác hơn người khác. Người ta lấy làm lạ và ông nóng lòng, đây là người mà mình phải gặp nè, đây là người mà mình phải gặp. Đó là một cái tâm tình của một người cha. Quý vị có điều đó không? Tìm cho điều tốt nhất cho đứa con của mình. Khi mà nó đang ở trong cái tình trạng này thì ông nói, nếu như mà có một vị bác sĩ hạng A, bây giờ mình tìm một bác sĩ ngoại hạng luôn, không có ông hạng A nữa mà ngoại hạng, và người đó là Giê-xu. Ông đã đưa đến với Chúa Giê-xu. Và đó là cái đức tính tốt của người cha chúng ta. Quý vị, ở Việt Nam thì thường cha mẹ lo cho con vô trường điểm. Đó, đó là tình gì vậy? Tình cha mẹ. Tình cha mẹ phải không? Nhưng mà tình đó thì nó giống, nó phản phất cái gì? Cái tình của Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài muốn làm điều tốt nhất cho con của Ngài. Quý vị thấy không? Cho nên ở đây chúng ta cho con mình vô trường điểm. Tôi nhớ khi mà chúng tôi vừa mới đến Arizona thì tôi cũng tìm một cái trường gọi là grade A đó, điểm A đó. Thì khi tôi đến, nhà xa lắm, đi tới 4 năm mai rồi mà đi 3 năm. Lớp 6, 7, 8, 3 năm. Mới đầu đi thì thấy nó gần, nhưng mà đi riết 3 năm sao nó mòn mỏi quá. Cuối cùng thì một giáo viên này, sao ông chọn trường này? Tôi nói đơn giản thôi, tại vì tôi thấy điểm nó cao. Điểm trường này nó cao cho nên tôi đưa con tôi đến. Người Việt Nam chúng ta, ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại thì mong muốn như vậy mà, cho con mình học trường tốt, cho dù đi xa, cho dù mệt, nhưng mà phải học. Mà cảm ơn Chúa, tại vì cái trường đó đó mà cháu được cất cánh lên cao hơn nữa. Quý vị, đó là bản tính mà Đức Chúa Trời đặt ở trong mỗi chúng ta. Cho nên nhìn về người cha ở đây, ông muốn thấy cái điều tốt nhất cho con của mình. Và đó là bản tính của Đức Chúa Trời đặt ở trong ông đó. Còn nếu mà mình nghĩ thôi được rồi, thôi tạm ổn, thôi kệ, tự cho nó vùng vẫy đi, thì chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa thêm tình yêu của Ngài trên chúng ta nữa, để chúng ta có thể đầu tư cho con cái của mình, yêu thương nó, để dạy dỗ nó càng tốt hơn. Cảm ơn quý vị, tôi thấy quý vị là những người phụ huynh tốt ở trong Chúa, bởi vì quý vị có tình yêu của cha trong mình. Cảm ơn Chúa. Ngài là Đức Chúa Trời đồng cảm với cảm xúc và sự thống khổ của con cái Ngài. Có một Đức Chúa Giê-xu ở trong câu chuyện này tuyệt vời lắm. Khi tôi đọc đến cái chỗ mà Chúa Giê-xu quở thì tôi tưởng, hồi đó giờ tôi đọc, không biết quý vị có bị như tôi không, nhưng mà tôi đọc tới chỗ này tôi tưởng là Chúa quở người cha, Chúa quở những cái người mà trong đàn dân đó đi, ta không tin. Hoặc là phép lạ không xảy ra tại mấy người không tin. Thường chúng ta có cái khuynh hướng như vậy. Mà tôi đọc tới đây đó, tôi suy gẫm tới đây thì mới nhận ra rằng đó không phải là cái lời quở cho người cha, không phải cho đoàn dân. Nhưng chúng ta đọc ở chỗ này thì Ngài quở ai? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta. Bởi vì đọc tới chỗ này á, mình tưởng rằng Chúa kêu ông đem con đến cho Chúa, tức là Ngài quở ông. Người cha đang có tâm tình mà, người cha đang tin mà. Và
các nhà giảng kinh mới cho chúng ta biết cái chỗ này á, là bởi vì các môn đồ họ ỷ lại. Họ ỷ lại lúc nào cũng có Chúa Giê-xu, và Chúa dạy họ rồi, họ chỉ cầu nguyện thôi. Nhưng mà họ chỉ làm cái việc họ được sai phái để làm. Họ không đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu để quyền năng và phép lạ có thể xảy ra. Chúa Giê-xu trông đợi sự kết quả ở các môn đồ trong câu chuyện này. Nhưng mà ở đây họ thất bại. Bởi vì Chúa trên núi hóa hình, và bây giờ họ phải đối diện với cái trường hợp bị quỷ ám. Và họ đã thất bại trong việc này. Và Chúa từ trên núi hóa hình xuống, Ngài cũng tôi cũng nghĩ rằng cái này không phải ngẫu nhiên mà xảy ra. Ngài lên trên núi cao để hóa hình ở trên đó, để nghe các thông điệp mà Đức Chúa Trời phán qua Môi-se và Eli, để cho Chúa Giê-xu biết được những cái đoạn đường sắp tới của Ngài. Và sau đó Ngài trở xuống núi đó, thì trong cái lúc đó thì cái môn đồ của Chúa bị thất bại. Họ không có đuổi được quỷ, họ không cầu nguyện được cho cái đứa bé này. Chúa Giê-xu thất vọng về những cái người môn đồ này. Và đó là cái trong cái câu chuyện người cha này, cho chúng ta cũng thấy cái tâm tình của Chúa Giê-xu ở trong đời sống của chúng ta. Bởi vì Ngài cũng trông đợi chúng ta thành công, mà chúng ta không thành công thì Ngài buồn biết mấy. Cho nên đó là cái tâm tình của Chúa Giê-xu trong cái đời sống thuộc thể, trong cái nhân tính, ở trong cuộc đời của Ngài trên đất này. Ngài yêu và trông đợi sự kết quả của chúng ta nữa, chứ không chỉ là người cha. Chúa Giê-xu chúng ta thật là tuyệt vời. Ở trong Ê-sai đoạn 63 câu 9, chúng ta cùng đọc ở trong Ê-sai 63 câu 9: Hãy khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đương thương xót mà chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng và mang họ trong các ngày thuở xưa. Ở phần A, khi dân Ngài bị khốn khổ thì ai cũng khốn khổ, Chúa cũng khốn khổ. Ê-sai đã chuyển tải cái thông điệp này nó cho dân sự của Chúa. Khi mà dân sự của Chúa bị thử luyện á, Chúa cũng đau dữ lắm. Quý vị, khi chúng ta giận á, chúng ta dạy con mình đét vô đích nó, đét mình mạnh hay nhẹ tùy tùy quý vị. Sau đó quý vị có cảm giác hối lỗi không? Đánh như mạnh quá, phải đánh nó. Dĩ nhiên mình phải dạy nó chứ, đúng không ạ? Hoặc là nhiều khi chúng ta la quá chừng, chúng ta coi như trong cái sự nóng giận, khi mà la con cái mà đang nóng thì xin Chúa cho mình dìm lại chút xíu, rồi lúc mà mình nguội rồi mình bắt đầu mình dạy. Còn lúc mình đang nóng lên thì những cái lời có thể làm tổn thương nó. Dạ quý vị, phải không ạ? Và khi Chúa Giê-xu khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời để cho dân sự Chúa trải qua những cái cơn đau đó, cái cơn thử thách đó, Chúa có ngồi khoanh tay để cho các ngươi biết bài học này. Đó là cái thái độ của chúng ta. Chúa không có tạo dựng trong chúng ta cái điều đó. Cho đến khi Adam và Eva đã phạm tội, và những cái tư tưởng gian ác cho mày chết là sao mày không chết luôn đi, phải không ạ? Thường thường mình nói với những người mình không có thương, cái con cái của mình, nhiều khi mình cũng có những cái lời ác độc đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời không tạo dựng nên chúng ta như vậy. Đức Chúa Trời không đặt trong chúng ta những lời rủa xả đó. Và khi Ngài thấy dân sự của Ngài khốn khổ, Ngài đau lòng lắm. Cũng giống như nhiều người trong chúng ta, khi thấy con cái của mình nó trải qua cơn đau khổ, cơn buồn bã, thì chúng ta cũng đau đớn cho nó. Chúng ta cũng cưu mang cho nó. Vì vậy thì rõ ràng quý vị có bản tính của Chúa ở trong đời sống chúng ta chứ. Cảm ơn Chúa, đây là điều khích lệ tất cả chúng ta. Và khi chúng ta có điều đó thì chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì chúng ta giống như Chúa chúng ta. Có nhiều người có những cái bản tính thế gian và không có đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi mà họ tin Chúa thì họ được biến đổi để trở nên một người có bản tính như Chúa, dịu dàng hơn, người cha dịu dàng hơn, người cha hiền lành hơn. Cảm ơn Chúa về điều này. Chúng ta đi qua phần kế tiếp thưa quý vị. Lòng cha là bản tính của Đức Chúa Trời, quan tâm đến nhu cầu cuộc sống. Khi Chúa Giê-xu hỏi về tình trạng của người con thì người cha đã kể vanh vách về những câu chuyện đã xảy ra cho đứa nhỏ này.
và ông quan tâm đến nhu cầu cuộc sống của đứa bé là được chữa lành và sống yên ổn. Ở trong câu 21, Đức Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng điều đó đã xảy đến cho nó đã bao lâu. Người cha thưa rằng từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Ở đây quý vị không có ai kể câu chuyện rõ ràng bằng người cha, bởi vì ông nuôi nó, ông ngủ với nó, ông lo cho nó. Ở trong đây quý vị có những người con mà bị bệnh lâu năm hay lâu ngày thì chúng ta biết rõ về con của mình lắm phải không ạ? Bởi vì chúng ta cưu mang nó và hỏi người hàng xóm sao ta biết được. Chính quý vị là người biết, chính quý vị là người cưu mang nó. Và thưa Hội Thánh, từ cái chỗ này cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời cũng quan tâm đến nhu cầu cuộc sống của chúng ta giống như vậy. Ngài không có quên chúng ta đâu. Nhiều khi chúng ta nghĩ Ngài quên rồi, Ngài không để ý. Nhưng mà thưa Hội Thánh, nếu như chúng ta còn biết quan tâm đến nhu cầu cuộc sống của con của mình như người đàn ông này, thì làm sao Chúa quên được chúng ta? Chúc mừng một người chị em của chúng ta vừa mới đến nước Mỹ 16 ngày. Đức Chúa Trời không quên chị đâu. Đức Chúa Trời yêu chị. Và không phải tự nhiên chị được đến Hội Thánh Vườn Nho để cùng nhóm thờ phượng Chúa. Vì Chúa yêu chị lâu lắm rồi. Có thể câu hỏi của chị khi gặp Chúa ở thiên đàng, nó sao Chúa cho con tin Chúa trẻ dữ vậy? Mấy chục năm trước thì Chúa cho con tin để con khỏe đi. Có nhiều chúng ta khi chúng ta hỏi vậy lắm. Nhưng mà cái bổn tánh của người cha, cái lòng của người cha là để dành đến một cái điều tốt nhất cho con của Ngài. Đó là chị đó. Chị đang ở trong nhà của Chúa được 16 ngày. Amen. Cảm ơn Chúa. Bởi vì chúng ta có một cái Chúa Trời quan tâm đến chúng ta, yêu chúng ta và không bao giờ quên chúng ta, thưa Hội Thánh. Thật ra thì Chúa Giêsu cũng đâu cần hỏi người cha này con tình trạng của con người sao, Chúa đâu cần hỏi. Nhưng mà Chúa muốn biết tấm lòng của ông. Nếu mà tấm lòng của ông hời hợt thì Chúa thấy rồi, nó cái giật vậy thì Chúa chữa lành đại đi. Chúa làm cho lẹ lẹ đi, Chúa hỏi nhiều quá. Ông đâu có quan tâm đứa con đâu. Đây này tòa này, bây giờ Ngài đọc đi rồi Ngài làm chuyện của Ngài đi, con mệt lắm rồi. Chúa biết hết á, nhưng mà Chúa đợi ông trình bày duyên cớ của ông với Chúa. Cho nên cái thời giờ mà chúng ta đến trình bày duyên cớ của mình với Chúa đó, nói hết bao nhiêu nước mắt, nước mũi, hãy để cho nó tuôn trào ra đi. Đừng có che giấu cảm xúc của chúng ta nha quý vị. Đến với Chúa, giao cho Chúa hết. Chúa ơi, đây là Chúa. Cuộc đời của con như vậy, từ A, B, C, A nhỏ, lớn, A lớn, A nhỏ là còn gạch đầu dòng nữa, nhiều lắm Chúa ơi. Chi tiết ra. Lòng cha là quan tâm đến nhu cầu cuộc sống và Ngài muốn nghe chúng ta nói nhu cầu của mình. Chúa chúng ta quyền năng lắm, Ngài biết hết á. Nhưng mà Ngài nói rằng hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Hãy kêu cầu ta. Tại vì không kêu cầu. Cho nên tôi khích lệ quý vị ở đây, tấm lòng của Đức Chúa Trời là luôn quan tâm đến nhu cầu cuộc sống, với điều kiện chúng ta phải kêu cầu Đức Chúa Trời, nói ra giống như người cha trong câu chuyện này. Amen. Có một câu kinh thánh trong Thi Thiên 138 câu 8: Chúa sẽ làm xong việc thụ về tôi. Hỡi Chúa, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Xin chớ bỏ công việc của Ngài, của tay Ngài. Chúa sẽ làm xong việc thuộc về tôi. Đó là công việc của Chúa đó. Vì Ngài quan tâm đến chúng ta đó, cho nên Ngài sẽ làm xong công việc của Chúa cho chúng ta. Kế tiếp, khuyên dạy với lòng yêu thương và nâng đỡ. Đó là tấm lòng của người cha, tấm lòng của Đức Chúa Trời. Câu 23, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Sao ngươi nói nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả? Quý vị, ở đây thì chúng ta thường đọc đến cái chỗ này, chúng ta nói đến Chúa quở trách. Nhưng mà thật ra thì Chúa với lòng yêu thương, Chúa chấn chỉnh lại cái niềm tin của người cha này. Chỉ cần ông chấn chỉnh lại thôi. Bởi vì quý vị biết tại sao mà ông nói câu này không? Nếu thầy làm được, tại vì các môn đồ làm cho ông thất vọng. Khi mà ông đưa con mình đến các môn đồ là không được. Cho nên bây giờ gặp sư phụ của các môn đồ đây, gọi là sư phụ, gọi là thầy đi. Nếu thầy thì chắc thầy cũng vậy quá. Thôi thầy làm được thầy cứ làm đi. Ông hơi nản đó. Nhưng mà bởi vì tình yêu của Đức Chúa Trời, Ngài luôn chấn chỉnh lại đức tin của chúng ta. Con cái của chúng ta cũng vậy. Thưa những người cha, nếu nó có sai, nếu nó làm không đúng, nhẹ nhàng và yêu thương hướng dẫn nó lại quý vị.
có những cái chúng ta nóng lòng quá, chúng ta bực quá, tại sao nói hoài không chịu nghe, tại sao vậy? Hãy cầu nguyện và cầu nguyện với Chúa để với lòng yêu thương và nâng đỡ chấn chỉnh nó lại, giống như Chúa Giêsu cũng nhắc cái người này. Tôi nghĩ rằng Chúa nhắc cho ông bởi vì ông có đức tin đó, nhưng mà có một điều là chưa có 100% ở trong cái niềm tin của mình, bởi vì ông Chúa cũng hiểu được rằng ông thất vọng, bởi vì các môn đồ đã làm ông thất vọng. Cho nên bây giờ nó thôi, giờ Chúa làm, nếu Chúa làm được thì Chúa làm đi, là như vậy đó. Mà Ngài cũng nhẹ nhàng, Ngài khuyên dạy. Cho nên cái sự nhẹ nhàng và khuyên dạy của quý cha, quý mẹ, quý phụ thân, quý hiền mẫu ở đây mà nhẹ nhàng đó, nó phản ảnh lên cái tấm lòng của Đức Chúa Trời. Còn nếu mà mình ngầu 100% với con mình sùng nó, mình la mắng nó, thì đó không phải bản tính của Đức Chúa Trời. Bản tính của ai quý vị biết không? Bản tính của Adam và Eva khi mà phạm tội với Đức Chúa Trời. Và quý vị, tin tức tốt lành cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu đã đến để ban chúng ta sự đắc thắng, hay biến đổi chúng ta, phục hồi lại tấm lòng của chúng ta như tấm lòng của Đức Chúa Trời chúng ta. Cho nên khi chúng ta nhẹ nhàng giúp đỡ nhau, khuyên nhau đó, thì đó là tấm lòng của người cha. Mà khi chúng ta nhìn con mình bằng đôi mắt mang hình viên đạn, chúng ta nhìn nó, chúng ta thấy ngầu thiệt là ngầu, bực thiệt là bực, sùng nó, thì đó không phải là tấm lòng của người cha. Nhưng mà tấm lòng của người cha, người mẹ là yêu thương, nhẹ nhàng và khuyên dạy con cái của mình. Xin Chúa giúp cho quý vị. Tôi nói vậy chứ nhiều khi tôi cũng thấy mắc cỡ, bởi vì cái điều tôi chia sẻ cho quý vị, tôi không có làm trọn vẹn được. Xin quý vị cũng nhớ đến người cha nho nhỏ này đứng đây để mà cầu nguyện cho người cha này. Quý vị nhớ đến chúng tôi là những người cha mang hình ảnh của Chúa và có tâm tình và tấm lòng của Đức Chúa Trời. Chúng ta đi qua điểm cuối cùng thưa quý vị. Yêu thương, giải cứu, đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Giống như chúng ta yêu thương con mình và giải cứu con mình, khi chúng ta là một hero trong mắt của tụi nó. Chúng ta là một người mẹ cũng vậy, thấy con Mai gật gật đầu vậy, người mẹ cũng là một hero nè. Cảm ơn Chúa vì tôi được biết câu chuyện của cô và nhiều người trong quý vị. Có những người phụ nữ thì khi mà người chồng qua đời, người phó ngẫu của mình qua đời đó, thì họ thay thế cho cái người phó ngẫu đó để dạy con mình, và họ đã thành công, quý vị thấy không? Cho nên ở trong cái sự thành công đó cũng nói đến cái sự yêu thương và cái sự giải cứu của cái người cha, người mẹ đó. Tôi biết được nhiều người phụ nữ như vậy, tôi biết được nhiều người đàn ông như vậy, và họ đã mang cái bản chất của Đức Chúa Trời yêu thương và giải cứu con của mình. Đối với những người chăn thì yêu thương và binh vực dân sự của mình, khi mà họ bị ức hiếp, họ cũng những người chăn bày đổ lòng ra để cầu nguyện. Bao nhiêu lần chúng ta cầu nguyện cho những người ở bên ngoài khi họ gặp nan đề, và nhiều người vào cảm động lắm, nói sao quý vị không biết người này mà quý vị cầu nguyện cứ mang họ nhiều thế này, vì chúng ta có tấm lòng của Đức Chúa Trời. Nhiều năm chúng ta cầu nguyện như vậy, người đâu xa xôi chưa bao giờ gặp, mà chúng ta cầu nguyện như là bà con của mình. Đó là bản tánh của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Amen. Yêu thương và giải cứu, đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Và Ngài ở trong câu chuyện này, cha mẹ không bỏ con và không lìa con, và người cha này đối với con của mình quyết dứt khoát rằng dù cho nó có bệnh. Ở đây có một người chị em nuôi, tôi xin lỗi để nói lại cái câu chuyện này, để tôi rất là ngưỡng mộ về cái người chị em này. Nuôi đứa con sinh ra 3 tuổi, 2 tuổi thì bị bại não, cho đến 17, 18 tuổi nằm trên giường như vậy và vẫn chăm sóc, không lìa bỏ nó. Đó là một cái hình ảnh của Đức Chúa Trời, hình ảnh bản tính của Đức Chúa Trời. Ôi, rồi tôi đi sang Virginia, có một cặp vợ chồng này sinh ra một đứa con, nó đẹp trai lắm, nó cao hơn tôi, nhưng mà cái tâm trí của nó có 2 tuổi à. Và mỗi lần tôi thấy ba nó, má nó kêu nó đi nhà thờ, ông bà đi trễ hoài, bởi vì nó có thể ngồi trước cái chén cơm, cái tô cơm của mình, nó ngồi như vậy từ tối tới sáng luôn, nó không ăn. Nó vô restroom, nó ngồi như vậy trong restroom 10 mấy tiếng đồng hồ, nó không ra. Và tôi nói tôi chỉ ở nhà đó 3 ngày 3 đêm thôi, tôi chịu không nổi. Nhưng mà cái sự kiên nhẫn của người cha, người mẹ này dành cho cậu con trai gần 20 tuổi này, nó quá sức chịu đựng của con người. Quý vị, như vậy thì thấy cái tình yêu của người cha, người mẹ không bỏ con, không lìa con trong câu chuyện này. Quý vị thấy không?
người cha này không bỏ con của mình cho đến khi nào ông gặp được Chúa, đem nó đến với con của mình. Tôi nói điều này để gì? Ông gặp được Chúa và đem nó đến với Chúa để giải quyết cái nan đề của nó. Đó là cái tấm lòng của Đức Chúa Trời. Quý vị ơi, hãy có tấm lòng đó cho ngay những đứa con mà nó hư, nó hỏng, nó không có tốt. Nhưng tấm lòng của chúng ta là không có lìa bỏ nó, cầu nguyện cho nó, cho đến khi nào nó trưởng thành ở trong Chúa, quý vị. Có nhiều người bỏ cuộc rồi, nhưng qua sứ điệp này, thưa quý vị, có một người không bỏ cuộc. Người đó là người cha của đứa nhỏ bị quỷ ám này. Và đó là cái tình yêu và sự giải cứu mà Đức Chúa Cha đã có ở trong cái người cha này, và chúng ta cũng có. Tức thì cha của đứa trẻ la lên rằng: tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Ông bộc bạch nói ra hết những yếu đuối của mình. Quý vị, nếu chúng ta đang thất bại ở trong cuộc sống này, chúng ta cũng nói ra với Chúa: Chúa ơi, con thất bại rồi, con không có cái điểm nào con hay hết á, xin Chúa cứu con đi. Chứ mà chúng ta còn cái thái độ là: con cũng hay lắm, thôi để Chúa để con thử đi, Chúa để con vượt qua đi, Chúa thêm sức cho con sẽ giải quyết được chuyện này, con làm được mọi sự nhờ Đức Thánh thêm sức cho con. Trong khi chúng ta nói như vậy mà chúng ta thất bại ê chề, sao không giao cho Chúa đi, dâng cho Chúa cái nan đề của con, Chúa ơi. Tâm tình của người cha là tấm lòng của người cha đây là không lìa bỏ con, và ông đã tìm được Chúa Giêsu. Hãy đến nương nhờ nơi Chúa Giêsu để có thể giúp được con của mình. Chúng ta có nhớ người đàn bà Canaan ở trong câu chuyện Matthew đoạn 15 câu 26 không? Khi mà bà đến cũng có đứa con gái bị quỷ ám. À, chúng ta gặp thấy hai người này chắc là quen nhau được. Ông này thì có đứa con bị giật kinh phong, bị quỷ ám, bị câm, bị điếc. Còn người đàn bà Canaan thì cũng có đứa con gái. À, không biết sau này hai người này mà hai đứa con, mà đứa con trai, đứa con gái rồi có làm xui gia không? Tôi biết, tôi nói giỡn ở đây thôi. Nhưng mà quý vị, hai người rất đặc biệt. Người đàn bà Canaan này đã đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói một câu sắc lạnh với bà. Ngài đáp rằng: không nên lấy bánh của con cá, không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Người đàn bà lại thưa rằng: lạy Chúa, thật như vậy, xong mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Quý vị thấy không? Người đàn bà Canaan này có thể tự ái chứ. Thôi, Chúa như vậy thôi, chảnh quá thôi, giờ con đi về cho rồi. Hận, không có vui đâu. Nghe đồn dữ lắm mà, không phải vậy, đi về. Thất bại, con của bà vẫn còn ở trong sự bệnh tật. Nhưng bà, người đàn bà Canaan này như thế nào, thưa hội thánh? Cho con ăn miếng bánh vụn cũng được chứ. Lòng của bà yêu thương và không muốn lìa bỏ nó. Quý vị, con cái của chúng ta mà chúng ta không, chúng ta yêu thương nó và không muốn lìa bỏ nó, thì chúng ta đang có bản tánh của Đức Chúa Trời đó. Hãy giữ cái bản tánh đó nha quý vị. Amen, cảm ơn Chúa về điều đó. À, hy vọng và niềm tin chiến thắng. Ở đây tôi muốn nói đến người cha và cái sự hy vọng và cái niềm tin đó của người cha đã đem đến sự chiến thắng. Quý vị thấy trong câu 26 của phân đoạn Kinh Thánh này: quỷ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi. Đứa trẻ trở nên như chết vậy. Nên nổi nhiều người hỏi rằng, nói rằng nó chết rồi. Chúng ta để ý cái chỗ này nè. Cái đám đông chung quanh người cha đó thì dán cái nhãn cho đứa nhỏ, dán cái nhãn cho ông luôn. Có thể dán cái nhãn cho ông nhiều cái nhãn khác nhau lắm. Ông sao, con ông bệnh vậy đó, thôi bỏ cuộc đi, vân 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 vân. Bây giờ thấy Chúa Giêsu làm phép lạ rồi, ôi nó chết rồi, thôi để cho Chúa yên đi, để cho nó yên luôn đi. À, nhưng mà ông có chịu không? Không. Ông biết rõ cái câu chuyện của đứa con mình, ông biết rõ Chúa Giêsu là ai. Cho nên thưa quý vị, nhiều khi người ta đến, ta nói con cái quý vị á, hư rồi, không bao giờ có cái chỗ nào mà sửa nó đâu. Thôi để trôi luôn đi, tự nó quay về. Chúng ta có để cho những cái lời dán nhãn đó đó, nó dán vào chúng ta không? Đừng chấp nhận nó, đừng lấy nó quý vị. Người cha này không chấp nhận những cái lời đó, và ông đã tiếp tục bám lấy Chúa. Cái chữ bám ở đây đó là cái niềm tin và cái hy vọng của ông đó, Đức Chúa Trời, và nó đã có phần thưởng đó. Chúng ta không thể hiểu hết được rằng có những người đã được chữa lành, có những người đã được Chúa cất vào nước của Ngài, và có những người vẫn còn đang bệnh tật. Nhưng cái điều quan trọng ở đây, chúng ta bám Chúa với cái niềm tin và hy vọng giống như người cha này. Chúng ta không hiểu cái thời giờ của Chúa đâu, không biết chương trình của Chúa đâu. Chờ cho đến cái lúc mà Chúa bày tỏ ra thì chúng ta mới hiểu được thôi. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là hãy có niềm tin và hy vọng nơi cứu Chúa của chúng ta. Nếu được như vậy
thì chúng ta đang có bổn tánh của Chúa, đó là quyền năng của Đức Chúa Trời là đến giải cứu chúng ta, đến yêu thương chúng ta. Thưa Hội Thánh, chúng ta cùng đứng và cầu nguyện theo ba điều mà chúng ta học buổi sáng hôm nay: tình Cha, lòng Cha, yêu thương và giải cứu. Xin chúng ta cùng đến với Ngài. Chúa là Cha kính yêu của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con một ngày phước hạnh để chúng con học hỏi. Bài học hôm nay là chúng con biết tình Cha và lòng của Cha như thế nào trên mọi đời sống của chúng con, và chúng con biết là quyền năng của Chúa là giải cứu chúng con, và để chúng con mỗi ngày, Chúa ơi, qua bài học này chúng con nhận lấy được tình Cha là bản tánh của Chúa, để chúng con sống làm đẹp lòng Cha của mình. Chúa ơi, chúng con biết rằng chúng con có những lúc chúng con làm buồn Cha, nhưng mà chúng con biết rằng Ngài là Đấng luôn luôn yêu thương chúng con, Ngài Đấng luôn luôn nâng đỡ giúp đỡ chúng con, để mỗi ngày chúng con được đứng vững hơn, mỗi ngày chúng con được bám chặt hơn ở trong Chúa. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để rồi qua điều này ngày hôm nay chúng con thấy rằng là bản chất của Đức Chúa Trời là luôn luôn yêu thương chúng con, và chúng con nhìn thấy những người Cha luôn luôn là những người anh hùng, những người mạnh mẽ để bảo vệ con cái của mình. Và Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện hôm nay để rồi xin Chúa cho chúc phước cho những người Cha là những người làm gương ở trong gia đình của mình, để mà có bản chất của Chúa để yêu thương con cái của mình, để làm đẹp lòng Cha của mình nữa. Và Chúa ơi, chúng con là con cái của Ngài, thì xin Chúa cho chúng con nhận lãnh bản chất của Chúa, luôn luôn có tình yêu thương, luôn luôn có sự nhẹ nhàng, và luôn luôn có cái sự cái tình tốt đẹp ở trong mỗi người Cha của chúng con. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để rồi những người nam là những người Cha trong gia đình ngày hôm nay cũng chúc phước, để rồi những người nam là những người mạnh mẽ sống trong Chúa, và đưa những người nam trở lại ở trong sự kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, để làm tốt công việc của Chúa giao phó cho một người cha trong gia đình. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa, và chúng con cũng chúc phước trên xin Chúa thêm ơn ban sức trên những người cha ngày hôm nay, để rồi luôn luôn sống ở trong sự vui mừng, trong sự phước hạnh, trong sự bình an của Chúa, để mỗi ngày được đứng vững ở trong Chúa, mỗi ngày làm sáng danh Chúa, bởi vì chúng con biết là mỗi đời sống chúng con có bản chất của Chúa, có tình yêu của Chúa, thì xin Chúa thêm lên cho chúng con tình yêu thương, thêm lên cho chúng con bông trái của Chúa, để mỗi ngày chúng con bước đi với Chúa, làm sáng danh Chúa trên đời sống mỗi ngày để bước theo Chúa. Và Chúa ơi, qua bài học thấy được rằng tình Cha của những người cha ở trong những lời ở trong Chúa, thì Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con và bước đi yêu thương hơn, và thêm lên cho lòng kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, mỗi ngày được đứng vững ở trong Chúa nhiều hơn, cho chúng con mạnh mẽ để bước ra và làm sáng danh Chúa. Và chúng con cầu nguyện chúc phước ngày hôm nay chúng con được dự phần. Chúng con cũng cảm ơn Chúa cho chúng con được đến đây, được dự phần trong sự thờ phượng Chúa trong Hội Thánh Vườn Nho, để chúng con học hỏi được bài thờ tình Cha như thế nào và lòng Cha như thế nào trên mỗi đời sống của chúng con, để chúng con bước đi theo Chúa. Chúng con cầu nguyện chúng con bước ra về, chúng con vẫn mang cái sự vui mừng và bản chất của Chúa trên mỗi đời sống của chúng con, để mỗi ngày chúng con sống làm đẹp lòng Chúa, mỗi ngày chúng con là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Chúng con cảm ơn Chúa, và chúng con dâng tấm lòng của mỗi chúng con lên cho Chúa, và chúng con xin hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị.